Anh nhìn bán này mấy chục năm rồi anh gì? Bán tính luôn má không? Tính luôn anh là hai mươi mấy năm rồi. À anh hai mấy năm ha. Đời má anh nữa ha. Má là bốn mươi mấy rồi, gần năm chục năm rồi. Bán ngoài chợ Cô Giang chưa thành lập nữa. À bán trước khi chợ Cô Giang có luôn. Ừ, chưa thành lập luôn. À sao bây giờ chợ đủ luôn. À lúc trước anh nhìn bán ngoài chợ đa phần là bưng lại lại nhà thôi, nhưng bây giờ anh dời vô nhà bán luôn rồi, anh có chỗ ngồi thoải mái. Lấy kiểu gì vậy? Quê hủ tiếu dai, hủ tiếu dai lấy đủ thứ nha. Em xin chào buổi sáng cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một mùa đông ấm áp, một mùa Noel thật là vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Và Sài Gòn hôm nay là sáng Chủ nhật và chúng ta có mặt ở đây là đường Đề Thám. Và ngày xưa ở đây có một ngôi chợ, đó là chợ Cô Giang, nhưng mà ngày hôm nay đã không còn. Và ngày hôm nay, sáng nay chúng ta tiếp tục đi ăn sáng cùng với Nị và bạn đồng nhỏ. Chào mừng cô chú ấy đồng. Nó lớn lên. Chào mừng cô chú nó đi. Nhỏ xíu. Bạn đồng mắc cỡ. Buổi sáng camera nó hơi chối. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn sáng ăn hủ tiếu ở trong hẻm 103, mà trước giờ chưa có review quán này. Lần trước tính review quá không bán, không biết lần này sao. đi hụt mấy lần, nhưng mà có ăn thì ăn nhiều lần rồi. Hả? Đi cây vậy hả? À đó, bên đây có anh bán rau nè, bán rau đông nhất ở đường Đề Thám luôn, khu vực chợ Cô Giang này. Và bên kia hẻm 88. Buổi sáng ở Sài Gòn, ở khu chợ Cô Giang này yên bình, không còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Lúc trước chúng ta đi ở đây thì cuối tuần sẽ có một hiện tượng kẹt xe đông đúc, chị bán cá, bán rau, bán thịt. Ở trái nhòi nhỏ xíu rồi. Xây lại. Nằm lên đường dơ. Sắp sửa có nhà đẹp rồi nha. Chừng nào qua Tết xong anh chị? Chừng nào xong? Trước Tết hả? Qua Noel rồi. Qua Noel xong ha. Ăn Tết lớn rồi nha. Sửa lại. Hôm đi chị. Và chúng ta nhìn lại cái ngã tư Cô Giang và Đề Thám. Thẳng hướng Cô Giang này chúng ta sẽ đi về cầu Ông Lãnh nè. Nhìn xa xa là tòa nhà Bitexco. Và Đề Thám hướng này là đi ra trận đạo rạp Nguyễn Văn Hảo, rạp Công Nhân.
và nhà của chị bán hoa ngày nay chuẩn bị xây lên rồi nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi trên đường Cô Giang hướng Hồ Hảo Hớn. Hồi xưa ăn chè ở đây, giờ hủ tiếu ở đây nè, buổi sáng nè, nhưng bây giờ trống trải rồi nè. Đâu biết chỗ không Đông? À, đây có chị bán thịt. Đây có bánh hỏi nè. À, bún. À, có cái nhà bán rau bán thịt bên kia rất là đông luôn nè. À, những anh chị đó đi chợ thì mình còn sót lại những chị bán ở đây, gom lại cái địa chỉ 64 Cô Giang nè. Bán rau bán thịt bán cá trong đó. Người tập hợp lại một cái địa chỉ để bán phục vụ cho bà con ở đây. Đó, và chúng ta đi vô hẻm ha, hẻm 103. À, hủ tiếu này là hủ tiếu mì. Gì? Anh ăn hủ tiếu gì? Hủ tiếu dốt, hủ tiếu gì? Hủ tiếu dai là hủ tiếu trong trong gì? Hủ tiếu dốt là hủ tiếu. Hả? Ở bữa nay tập ở đây. Nè, nay tao vô ăn sáng. Nay đi ăn sáng sớm để hồi không có chỗ ngồi. À, ở đây là địa chỉ. Ủa nhà anh gì không dán địa chỉ lên anh gì? Xịt 4 hả? Bị che đó. 103 xịt 4. Rồi thấy rồi. Nhà rất là đẹp nha. Ok nhà anh chị. Chúng ta nhìn ra hẻm nè. Lúc trước anh chị bán ngoài chợ đa phần là bưng lại lại nhà thôi, nhưng mà giờ dời vô nhà bán luôn rồi, nên có chỗ ngồi thoải mái. Lấy kiểu gì vậy? Cô em hủ tiếu dai, hủ tiếu dai lấy đủ thứ nha. Đây có gà, lòng. Rồi. Đây, chúng ta vô. Sao bà ít vậy? Là hả? Kỳ vậy? Ở đây bình thường là 35.000. Ba hóc đi. 35.000 một phần. Ba hóc đi. Tiếu mì hay là bánh canh là hay là bánh canh hay là gì? Cái gì quên à? Hủ tiếu mềm, hủ tiếu dai, có cật, có gan. Rồi anh ta đợi xíu nha. Bổ
sung thêm một địa chỉ ở Cô Giang nữa để bà con có tiện đi về thì chúng ta có dịp thưởng thức. Hả, góp gì cho ba vậy? Đâu góp cho ba ly của ba đâu? À, tô bột lọc gì đó chị, lấy đầy đủ em nha. Đầy đủ là tèo đó. Dạ. Thiếu gì hết á. Ôi vậy tô này mắc tiền à. Trời ơi, cho ăn mà còn tốn tiền. Căng dữ. Con nhiều tinh túy của quán dồn vô hết cái tô này. Chơi di động. Chơi gì ạ? Đổ. Tôi hát bài ABC, hát bài ABC. ABC. Dạ bảo hát ABC cô nghe coi được không? Bạn làm hát đi. À, tiếng Việt, cái tiếng Việt a a ớ bờ cờ gì á. Thấy chưa? Để ba lượm cho. Đóng nha. Ồ. Để ba lại cái chén cho. Má ăn đâu? Chị của My mà. Con tí với ba kìa. Cho ba lấy cái chén. Có cái chén nhỏ không gì? Có một cái chén. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ồ, đồng qua chén ngộ nha. Cái chén màu gì? Nước lèo. Thú ít thôi. À, của nị nè, tô của nị đây. À, đây là bánh canh. À, bánh canh uống không? Gà, lòng. Đầy đủ. Đầy đủ luôn, thịt. Trộn lên xem. Đây thì có bưng tới nhà luôn. Nhưng mà ở gần xa quá nguội. Đây tô của em đây. Ngồi với ba đi. Ớt quá trời luôn. Ngồi với ba sao không ăn? Ngồi với ba. Cỡ hả chị? Hủ tiếu da gà. Của em là da gà với gà xé. Hấp dẫn chưa? Còn hủ tiếu hấp dẫn chưa? Wow. Rồi, em mời bà con cô bác ăn sáng nha. Là nhà vườn mới xây đây khoảng 2-3 năm. Cho miếng rau nha. Thôi ngồi đi. Mày giữ. Cái gì có lấy nữa cũng người ta đó. Rồi ngồi lên ngồi. Đó. Rồi.
có đi có thịt có phèo, thử miếng phèo nha. Phèo rất là mềm, múc cho bạn đồng á. Sắn ra để hơi dài. Ăn lẹ đồng ơi. Này, sắn dài dài ra. Đừng có để chung gì nữa, lát ăn riêng. Rồi, em mời các anh chị cùng thưởng thức. Nước lèo rất là ngọt. Đây là rất là đặc biệt. Đây thì làm rất là sạch sẽ. Rồi, giờ để bên trong cho biết có kệ để nguyên liệu rất là gọn gàng. Sài Gòn bây giờ là 8 giờ sáng. Rồi ăn đi. Rồi, em tạm ngưng chút xíu nha. Một xíu nữa ta chia sẻ tiếp. Rồi. À, ở đây đặc biệt có cái món này cũng rất là ngon nè. Quyết. Chén quyết thì quyết quyết heo. Quyết heo luộc. Rồi, mời các anh chị nha. Món đặc biệt ở quán hủ tiếu của anh Diệm. Cháo cây cái phảnh thì mày phảnh đi được cái bị gói như thế. Rất là mềm. À con. Đây là tiêu. Chấm với cái mắm. Đó, bằng lòng like. Like. Ôi trời ơi kì vậy. Đây lao 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 dính dính vô chứ. Ở đây giống như là ở Singapore vậy. Đúng rồi. Đa phần là người Hoa. Món này món Hoa nha. À, cháo. Động quyết được. Rồi ta đi về thôi. À, cái tên gì? Thôi lại rồi, thôi lại rồi. Bỏ gian không hiền. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi, hẻm nhà sư phụ nè, đó. Thẳng vô trong là nhà sư phụ, sư tới tí nhà chú Dũng. Buổi sáng hẻm yên tĩnh. Anh nhìn bán này mấy chục năm rồi anh gì? Bán tính luôn má không? Tính luôn anh là 20 mấy năm rồi. À anh 20 mấy năm ha. Đời má anh nữa ha. Má là 40 mấy rồi, 50 năm rồi. Ồ. Bán ngoài chợ cô Giang chưa thành lập nữa. À.
bán trước khi chợ Cô Giang có luôn. Ừ, thành lập luôn. À. Sao bây giờ chợ đủ cuối luôn. À. Tung lên mạng luôn. Nói tung nghe ghê quá vậy. Đi về. Rồi chúng ta đi về thôi. Đi về. Kiếm ai giống nhờ? Nhiếm tới trưa mới đi được. Giờ nào đi học. À, các anh chị nào quan tâm thì chúng ta đến địa chỉ 103/4 hủ tiếu anh Dìn. Quán hủ tiếu không tên nhưng mà được sự ủng hộ của rất nhiều cô chú anh chị ở trong xóm này. Và ngày hôm nay chợ Cô Giang không còn nhưng mà các anh chị cô chú mình vẫn tiếp tục ủng hộ cho thấy hủ tiếu anh Dìn rất là ngon. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, chúng ta đi về thôi. 35.000 một tô, chén quyết 5.000. À, vậy là 75.000. À. Máy bay đồng. Máy bay, máy bay ông bà cô chú đi, máy bay đi. Máy bay sao, máy bay sao? À, bún thịt nướng. À, bên kia là công trình chung cư Cô Giang. Nó bị mùi hút hay nữa.